Xin chào các bạn, mình là Hữu Khang. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong bản tin tuần Văn Lang News số 55. Bản tin được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên fanpage và YouTube của trường đại học Văn Lang. Đây là nơi để cung cấp những tin tức mới nhất về đời sống sinh viên và các sự kiện nổi bật của đại gia đình Văn Lang trong suốt một tuần vừa qua. Trong những năm gần đây, trường đại học Văn Lang vẫn luôn là nơi được các đối tác quốc tế tin tưởng và hợp tác, được các diễn giả hàng đầu trên thế giới lựa chọn là nơi để diễn ra các diễn đàn và các hội nghị quốc tế. Tuần qua, trường đại học Văn Lang vinh dự chào đón họa sĩ Daniel Green, người Việt đầu tiên được phong hiệp sĩ, cùng các đoàn trường đại học quốc tế đến thăm và làm việc. Mời các bạn cùng Hữu Khang điểm qua những tin tức này ngay sau đây nhé. Ngày 20 tháng 8 năm 2022, sinh viên, giảng viên khoa mỹ thuật và thiết kế, kiến trúc, công nghệ thông tin, nghệ thuật sân khấu và điện ảnh, xây dựng trường đại học Văn Lang có cơ hội trao đổi với họa sĩ Daniel Green, người Việt đầu tiên được phong hiệp sĩ vì những đóng góp trong nghệ thuật, y tế và thiện nguyện năm 2018. Trong khuôn khổ tọa đàm, họa sĩ Daniel Green, ban lãnh đạo trường đại học Văn Lang, đại diện khoa kiến trúc, khoa mỹ thuật và thiết kế đã cùng nhau trao đổi với các bạn sinh viên về quan điểm sáng tác, hội họa, điêu khắc, ngôn ngữ điêu khắc trong tạo hình nhân vật và việc áp dụng công nghệ trong điêu khắc. Buổi tọa đàm với khối lượng kiến thức chuyên môn cao đã truyền tải cho giảng viên, sinh viên Văn Lang những góc nhìn toàn diện về lĩnh vực hội họa, điêu khắc. Văn Lang News xin chân thành cảm ơn họa sĩ Daniel Green với những chia sẻ của mình đến với sinh viên Văn Lang. Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Văn Lang chào đón giáo sư Caroline Chan, phó hiệu trưởng Đại học Newcastle và thầy Brett Sutcliffe, trưởng bộ phận giáo dục xuyên quốc gia, văn phòng quốc tế của Đại học Newcastle đến tham quan và trao đổi cùng ban giám hiệu nhà trường. Đại diện Đại học Newcastle đã được tìm hiểu về hệ sinh thái của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, thảo luận về mục tiêu và định hướng phát triển, mở ra cơ hội hợp tác mới trong tương lai, tạo điều kiện cho sinh viên Văn Lang có nhiều trải nghiệm hơn tại môi trường quốc tế. Trường Đại học Văn Lang ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Srinagar, Ấn Độ. Theo biên bản thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị sẽ cùng nhau xây dựng các chương trình liên kết ở cả bậc đại học và sau đại học cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh. Trong các dự án nghiên cứu học thuật, xây dựng các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu sinh. Đồng thời, hai đơn vị hướng đến mục tiêu cùng phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề, trở thành cầu nối giữa các diễn giả trong và ngoài nước. Văn Lang News xin chúc mừng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa trường Đại học Văn Lang và Đại học Srinagar. Tuần vừa qua, các khoa viện đào tạo trường Đại học Văn Lang đã tổ chức các chương trình ký kết hợp tác với doanh nghiệp, hội thảo, tọa đàm, mở ra cơ hội về học thuật, về việc làm cho các bạn sinh viên. Hãy cùng Hữu Khang điểm lại những tin tức này ngay sau đây nhé. Ngày 18 tháng 8 năm 2022, trường Đại học Văn Lang tổ chức gặp gỡ, trao đổi và ký kết hợp tác với 4 doanh nghiệp. Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Felix, công ty trách nhiệm hữu hạn Zensing, công ty cổ phần tập đoàn MCV và công ty cổ phần công nghệ và đào tạo Yút. Tại buổi ký kết, các đơn vị đã thống nhất các nội dung hợp tác liên quan đến cơ hội thực tập, cơ hội việc làm, các dự án hướng nghiệp dành cho sinh viên Văn Lang. Văn Lang News xin chúc mừng hợp tác thành công giữa trường Đại học Văn Lang và các đơn vị. Ngày 12 tháng 8 năm 2022, khoa ngoại ngữ tổ chức hội thảo doanh nghiệp năm 2022, kết nối và trao đổi với 29 đại diện đến từ 25 doanh nghiệp uy tín đang hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, tài chính, ngân hàng, bất động sản và du lịch. Tại buổi gặp gỡ, ban chủ nhiệm khoa đã thu nhận ý kiến đóng góp từ nhà tuyển dụng về chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo cũng như đánh giá chất lượng sinh viên ngành ngôn ngữ Anh. Từ đó, tiến hành xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, cập nhật và cải tiến chương trình nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng nhân sự, nhóm ngành ngoại ngữ trong thời đại công nghệ 4.0. Ngày 13 tháng 8 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi gặp mặt ban lãnh đạo nhà trường và cựu sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2022. Đây là dịp đặc biệt để 500 cựu sinh viên Văn Lang có cơ hội lắng nghe những chia sẻ, định hướng từ nhà trường và đối thoại cùng các anh chị cựu sinh viên đã và đang thành công trong sự nghiệp của mình. Các bạn cựu sinh viên cũng sẽ được tìm hiểu rõ hơn về Hội cựu sinh viên Văn Lang, Alumni VLU. Đây là nơi để xây dựng, gắn kết cộng đồng cựu sinh viên, học viên thông qua các sự kiện, hội thảo học thuật, chuyên đề cộng đồng. Văn Lang News xin chúc mừng cộng đồng Alumni VLU sẽ phát triển mạnh, đồng hành cùng với nhà trường kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho Văn Lang và xã hội nha. Tuần qua, các khoa viện đào tạo, phòng ban đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia đến với cộng đồng. Bên cạnh đó, trường Đại học Văn Lang đã tổ chức các buổi lễ tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch mùa hè xanh và các hoạt động thể dục thể thao tại trường. Mời các bạn cùng Hữu Khang điểm lại những tin tức này ngay sau đây nhé.
Sau thời gian nhận sự ủng hộ, quyên góp hiện vật và hiện kim từ thầy cô, các bạn sinh viên, ngày 7 và ngày 14 tháng 8 năm 2022, Ban chấp hành Đoàn hội Khoa Du lịch đã đến thăm hỏi và trao quà tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đang sinh sống tại mái ấm Thiện Duyên, huyện Củ Chi và nhà tình thương giáo xứ Búng, tỉnh Bình Dương. Tuy món quà gửi đến các em nhỏ không lớn, nhưng đúng với thông điệp cho và nhận. Chương trình đã kết nối tuổi trẻ Văn Lang với cộng đồng, giúp các bạn học được tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với xã hội. Ngày 13 tháng 8 năm 2022, thầy trò khoa nghệ thuật sân khấu điện ảnh và khoa nghệ thuật ứng dụng tổ chức chương trình thiện nguyện tại chùa Từ Hạnh, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Các thầy cô Văn Lang đã đến thăm hỏi, trò chuyện, gửi tặng nhu yếu phẩm bao gồm tiền mặt, mì gói, dầu ăn, đường, nước tương, bánh kẹo, sữa cho hơn 160 em nhỏ và các cụ già neo đơn. Văn Lang News xin cảm ơn hoạt động ý nghĩa của khoa nghệ thuật sân khấu điện ảnh và khoa nghệ thuật ứng dụng Văn Lang. Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên Trường Đại học Văn Lang tổ chức bán kết, chung kết và lễ tổng kết trao giải chương trình học tập theo dự án Happy World Invocation. Trải qua 12 tuần học, 220 dự án được hình thành bởi 1.665 sinh viên khóa 27 Văn Lang. Nhiều đề tài hấp dẫn, giàu tính nhân văn đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp. Đêm nhạc thiện nguyện thời trang tái chế, tuyên truyền và lan tỏa thông điệp bình đẳng trong cộng đồng. 5 dự án xuất sắc nhất được vinh danh tại đêm chung kết, với các giải thưởng 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải chuyển vòng và 1 giải được yêu thích nhất. Hy vọng bộ kỹ năng mềm đã tạo ra sân chơi kết nối với các bạn trẻ có chung đam mê, là bệ phóng cho các nhóm khởi nghiệp và những dự án phi lợi nhuận thiết thực nha. Ngày 17 tháng 8 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng cho 17 cá nhân, đội tuyển đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thể dục thể thao năm học 2021-2022, với các giải thưởng thể thao trong và ngoài nước. Trong năm 2022, Đại gia đình Văn Lang đạt thành tích cao tại các môn thể thao như cờ vua, bóng đá, futsal, bóng chuyền, taekwondo, karate do, cầu lông và thể thao điện tử e-sport. Văn Lang News xin được chúc mừng tất cả các vận động viên, chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và có những giải đấu thành công hơn nữa nha. Ngày 17 tháng 8 năm 2022, lễ hội quân chiến dịch mùa hè xanh năm 2022 đã diễn ra tại cơ sở chính, khép lại hành trình 25 ngày hoạt động sôi nổi của các chiến sĩ trẻ Văn Lang. Buổi lễ là dịp để các chiến sĩ và các đội hình giao lưu và tổng kết lại những hoạt động của chiến dịch. Năm 2022, chiến dịch đã thu hút hơn 3.000 sinh viên tham gia với 8 đội hình, đóng góp sức trẻ vào nhiều công trình và dự án ý nghĩa tại địa bàn thành phố. Tại lễ hội quân, Trường Đại học Văn Lang đã tuyên dương hơn 200 chiến sĩ giỏi và gần 100 sinh viên đạt danh hiệu thanh niên khỏe. Các bạn là những thành viên tích cực và cống hiến hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chiến dịch vừa qua. Văn Lang News xin chúc mừng các chiến sĩ mùa hè xanh Văn Lang đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của mình nha. Những hình ảnh về lễ hội quân chiến dịch mùa hè xanh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Văn Lang News số 55. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin Văn Lang News số tiếp theo.